nào thì gọi là nhiễm COVID-19? Một số hành động như bắt tay, ôm hôn, ăn uống, thức ăn có lây COVID-19 không? Để giải đáp những thắc mắc trên, hãy cùng tham khảo những thông tin từ Cục Quân y, Học viện Quân y nhé. 1. Thế nào là tiếp xúc trực tiếp với người bệnh? Là tiếp xúc có da chạm da, hôn hoặc là quan hệ tình dục với người bệnh. Tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch tiết của cơ thể người bệnh được xem là tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh. Câu hỏi thứ hai, thế nào là tiếp xúc gần với người bệnh? Là tiếp xúc với bệnh nhân trong cự ly 2 mét hoặc ở trong cùng một phòng hay là khu vực chăm sóc một ca bệnh được khẳng định có bệnh hoặc là khả năng bị bệnh trong thời gian kéo dài. Câu hỏi thứ ba, bắt tay có làm nhiễm COVID-19 hay không? Câu trả lời là không, cho đến nay chưa có bằng chứng virus SARS-CoV-2 có thể xâm nhập qua da và cơ thể. Tuy nhiên bắt tay được cho là hành động có nguy cơ cao khi tay một người nhiễm COVID-19 chạm vào tay của một người khác, có thể truyền virus sang tay người này. Từ bàn tay có virus có thể nhiễm trực tiếp vào đường hô hấp do các hành động khác như dụi mắt, ngoáy mũi cho tay lên miệng hoặc là cả kể chạm tay lên mặt, tạo cơ hội dù rất nhỏ để cho virus bay vào mũi. Do vậy, thực hành rửa tay sát trùng tay và không chạm tay vào vùng mặt, đặc biệt là sau khi bắt tay, là biện pháp hiệu quả để ngăn nguy cơ nhiễm COVID-19 do bắt tay. Câu hỏi thứ tư, hôn nhau có làm nhiễm COVID-19 hay không? Câu trả lời là có, vì khi hôn, dù là hôn môi hay hôn lên trán, lên má, thì đều là tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Câu hỏi thứ năm, sinh hoạt tình dục có làm nhiễm COVID-19 hay không? Hiện nay chưa có nghiên cứu chứng minh COVID-19 có lây qua niêm mạc đường tình dục hay không, và do vậy, có lây qua sinh hoạt tình dục ở hình thức giao hợp khác giới hay không. Tuy nhiên, do sinh hoạt tình dục có nhiều hình thức, mức độ và động tác khác nhau, nên sinh hoạt tình dục là hành vi có nguy cơ cao. Nguy cơ lây nhiễm cao hay thấp tùy thuộc vào mức độ tương tác giữa người bạn tình tiếp xúc với dịch đường hô hấp của người nhiễm COVID-19. Khi mọi việc chưa rõ ràng, nên thực hiện các hành vi tình dục an toàn để vừa có tác dụng bảo vệ người đã nhiễm COVID-19 trước nguy cơ nhiễm thêm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, vừa bảo vệ các bạn tình không bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ người nhiễm trước đó. 6. COVID-19 có lây qua thức ăn hay không? Chưa có nghiên cứu chứng minh virus SARS-CoV-2 có lây qua đường ăn uống hay không. Mặc dù vậy, có những nghiên cứu cho thấy virus SARS-CoV-2 có trong phân của bệnh nhân và một số bệnh nhân có biểu hiện bị tiêu chảy. Điều đó gợi ý rằng virus SARS-CoV-2 có thể gây tổn thương đường tiêu hóa. Da miệng và mũi thông nhau nên chưa biết liệu virus có từ đường hô hấp rơi xuống đường tiêu hóa và đa phân hay virus từ thức ăn trong miệng tấn công lên đường hô hấp. Khi chưa thể loại trừ mọi khả năng thì vẫn nên thực hành ăn chín uống sôi để phòng chống dịch. Tuyệt đối là không nên ăn tiết canh sống, thịt sống, nhất là của các loài động vật hoang dã. Câu hỏi thứ 7, COVID-19 có lây qua đường máu hay không? Chưa có thông tin nào về vấn đề này. Trên quan điểm dự phòng thì bệnh COVID-19 là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm. Mọi khuyến cáo về bảo hộ nhân viên y tế đều được đặt lên ở mức cao nhất trước nguy cơ phơi nhiễm với máu của người bệnh. Về phương diện an toàn truyền máu, trong giai đoạn hiện nay chắc chắn có người xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sẽ không được hiến máu tình nguyện trong những đợt hiến máu tình nguyện đại trà. Trong tương lai, liệu xét nghiệm nhiễm COVID-19 có được đưa vào nhóm xét nghiệm sàng lọc an toàn truyền máu hay không thì phải còn chờ thêm các bằng chứng chắc chắn về việc virus này có lan truyền qua đường máu hay không nữa. Câu hỏi thứ 8, COVID-19 có lây từ mẹ sang con hay không? Trong đợt dịch này, các nhà khoa học Trung Quốc đã theo dõi 9 trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 và đã sinh con. Theo các xét nghiệm dịch ối và máu dây rốn của trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm COVID-19 và sữa mẹ không thấy có virus SARS-CoV-2. Cùng thêm các thông tin về SARS-CoV-2 và MERS-CoV không lây truyền dọc từ mẹ sang con, khiến cho các nhà khoa học tạm thời kết luận rằng COVID-19 không lây truyền dọc từ mẹ sang con. Mặc dù vậy, các quan sát chỉ mới thực hiện ở 9 ca bệnh nên cần có số liệu của nhiều người hơn để có thể kết luận chắc chắn về vấn đề này. Lưu ý rằng, lây nhiễm dọc được hiểu là lây từ mẹ sang con qua nhau thai. Việc cách ly con khỏi mẹ để tránh lây nhiễm qua đường hô hấp hoặc là qua đường tiếp xúc trực tiếp vẫn là rất cần thiết. Câu hỏi thứ 9, virus SARS-CoV-2 gây bệnh như thế nào? Sau khi nhiễm vào được tế bào niêm mạc đường hô hấp, virus SARS-CoV-2 cài các gen của virus vào bộ gen của tế bào chủ, bắt tế bào chủ bị nhiễm virus phải tạo ra các thành phần của virus. Khi đã đủ các thành phần cần thiết, các thành phần này lắp ghép lại với nhau để hình thành nhiều virus mới chui ra ngoài, đồng thời làm tổn thương cho tế bào bị nhiễm virus. Trình tự các bước bao gồm dịch mã gen sao chép từ ARN của gen virion. Đầu tiên là chúng tạo ra sợi hỗn hợp ARN các protein cấu trúc virus S, E và M được chuyển vào lưới nội bào R và di chuyển vào khoang trung gian reticulum gori. Nucleocapsis là các hạt virion trưởng thành, tức là các virus mới. Các virus mới hình thành và tiếp tục lây nhiễm sang các tế bào lành khác hoặc là theo dịch tiết đường hô hấp được đào thải ra ngoài và trở thành nguồn lây nhiễm mới cho người xung quanh. Câu hỏi thứ 10,
virus SARS-CoV-2 gây bệnh cho cơ quan nào. Biểu hiện của bệnh chủ yếu của người mắc COVID-19 là viêm đường hô hấp cấp. Một số bệnh nhân nhiễm COVID-19 còn có biểu hiện tiêu chảy và xét nghiệm virus có trong phân. Dù chưa chắc chắn, nhưng không loại trừ khả năng COVID-19 gây tổn thương cho các tế bào niêm mạc khác, trong đó có đường tiêu hóa. Một số bệnh nhân bị bệnh kết hợp còn thấy hiện tượng tổn thương chức năng của các cơ quan khác như là gan, thận, v.v. Tuy nhiên, đây là hậu quả trực tiếp do virus tấn công hay là hậu quả gián tiếp từ tổn thương phổi vẫn còn đang được các nhà khoa học nghiên cứu làm rõ. Câu hỏi số 11. COVID-19 có gây quái thai hay không? Có một số virus nhiễm vào phụ nữ mang thai và gây ảnh hưởng đến thai nhi như là virus cúm gây sức môi hở hàm ếch, virus Zika gây bệnh đầu nhỏ, một số virus có thể gây sảy thai như là rubella. Tuy nhiên, chưa thể trả lời được liệu COVID-19 có gây ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không. Trên thực tế, cần theo dõi dài ngày và hậu quả thai sản của những trường hợp bệnh nhân là phụ nữ nhiễm COVID-19 ở giai đoạn sớm của thai kỳ.